Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái ban bệnh rất đơn giản của cái máy cấp nguồn đa năng nhé. Cái ban bệnh của cái máy này là này, chị bật nguồn lên. Đấy, là nó tự động chuyển về 0,17 này. Đây. Không điều chỉnh được điện áp này. Con máy này là không điều chỉnh được điện áp này. Đấy, mình vặn là không ra được điện áp. Không lên được điện áp này. Mặt hiển thị không nháy được. Đây, chữ test này. Không không này, không lên nữa các bạn nhé. Đây nó có chế độ test này. Thì đối với cái ban bệnh này này, đầu tiên thì chúng ta trước tiên ấy, chúng ta hãy kiểm tra con chiết áp này trước đó này. Vì cái bệnh này hoặc một cái bệnh của cái trạm hàn, đơn giản như trạm hàn quýt đi, thì nó cũng dùng chiết áp để điều chỉnh nhiệt độ. Thì một số trường hợp nó hỏng chiết áp là nó cũng không điều chỉnh được nhiệt độ. Và đối với cái máy cấp dòng này cũng vậy này, nó cũng hỏng chiết áp là cũng không không đấy được nhá, theo kinh nghiệm của mình ấy. Thì nếu mà nó đã hiển thị ok như thế này rồi, đã có tiếng bíp rồi, thì các bạn đầu tiên sẽ dùng một cái nhíp thế này, ta làm mẹo nhỏ, dùng một cái mẹo, ta lấy cái nhíp này, ta kẹp vào cái chiết áp này xem như thế nào, nó có thay đổi được điện áp không. Đây nhá, tôi sẽ kẹp vào cái chiết áp này, các bạn quan sát mặt đồng hồ nhé. Đây đây đây, nó nhảy lên 15,7 này, là điện áp max này, kim này lên kịch kim luôn này, kim bao vôn lên kịch kim luôn đấy. Đấy, nhả ra cái là không này, rồi tôi kẹp tiếp nữa này, kẹp với không này, đây nó báo này. Đấy, không này, đấy. Như vậy là cái máy này nó chỉ hỏng ở mỗi chiết áp thôi. Và cái trường hợp này ấy, thì nó thường hay gặp các bạn nhé. Nếu mà chúng ta kiểm tra chiết áp ok rồi, thì chúng ta kiểm tra đến các nguồn cấp cho nó. Và kiểm tra đến đây, bộ mạch của nó đây. Các bạn kiểm tra diode cầu này, kiểm tra các con điện trở, tùy theo bệnh thôi. Nhưng đối với trường hợp này thì các bạn nên kiểm tra cầu chì trước, kiểm tra chiết áp trước. Đấy, chúng ta kiểm tra chiết áp trước, không điều chỉnh được. Đối với cái trường hợp như là trạm hàn hoặc là máy cấp nguồn đa năng mà không điều chỉnh được điện áp hoặc là nhiệt độ, thì các bạn cứ kiểm tra chiết áp, vì nó sử dụng chiết áp mà. Đầu tiên, cái mẹo đầu tiên là chúng ta kiểm tra chiết áp trước, sau đó là giải quyết các vấn đề sau, vấn đề khác sau. Khi mà nó đã có hiển thị như thế này đấy, hoặc là máy cấp nguồn nào, hoặc là trạm hàn nó đã có đèn báo rồi, thì các bạn cứ kiểm tra chiết áp trước đã, rồi chúng ta tính tiếp. Như con này thì nó có hiển thị, có tiếng kêu, có hiển thị thì ta kiểm tra chiết áp là được. Như trạm hàn này, trạm hàn này các bạn cũng vậy, không điều chỉnh được nhiệt độ thì các bạn cũng kiểm tra chiết áp trước, có đèn báo nguồn rồi thì chúng ta kiểm tra chiết áp trước nhé. Sau đó là chúng ta hãy kiểm tra những vấn đề sau. Đây, hiện tại nó không vặn rồi. Đấy là một số cái mẹo vặt mình chia sẻ với các bạn nhé, để cùng tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.